Hội thảo được tổ chức nhằm khẳng định giá trị lịch sử cũng như tầm quan trọng của lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với tiến trình phát triển của đất nước và tỉnh Thái Nguyên. Gần 30 ý kiến tham luận tại hội thảo đã khẳng định những năm qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã vận dụng sáng tạo những quan điểm của người về thi đua yêu nước, cụ thể hóa bằng mục tiêu thi đua cụ thể, đối tượng rõ ràng và cách thức tổ chức linh hoạt, hiệu quả, triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước nghiêm túc và sáng tạo, tạo được sức lan tỏa rộng lớn trong các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh việc chia sẻ kinh nghiệm, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại khó khăn cũng như đưa ra các đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh trong tình hình hiện nay. Hội thảo là hoạt động lan tỏa tinh thần thi đua ái quốc bằng những hành động thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng tỉnh Thái Nguyên xứng tầm trung tâm vùng Trung Du miền núi phía Bắc.